Kính chào quý vị, mùa xuân đang về với đất trời với mọi người, mọi nhà. Hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 4 Tết, thay mặt ban biên tập chương trình thời sự, kính chúc quý vị năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công mới. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay với những thông tin chính sau. Chính phủ họp trực tuyến về tình hình COVID-19. Long An có 17 cây cổ thụ được công nhận là di sản Việt Nam. Tin thế giới, nâng cao sức khỏe, mục tiêu chính của mọi người trong thời kỳ COVID-19 hiện nay. Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chiều nay ngày 15 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 và một số địa phương nhằm đề ra giải pháp mới ứng phó kịp thời. Dự hội nghị, tại điểm cầu Long An có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian qua, dịch đã có những diễn biến nhanh nhưng với tinh thần bình tĩnh, khẩn trương, nên ngành y tế các địa phương đã chủ động, quyết liệt và triển khai kịp thời hiệu quả các hoạt động phòng chống dịch. Trong đó, các biện pháp như tăng cường lực lượng, chỉ đạo trực tiếp, có những biện pháp giãn cách xã hội ở nhiều địa phương. Đến nay, cơ bản các địa phương cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Đã có hàng ngàn cán bộ y tế được tăng cường cho các địa phương, cho những ổ dịch lớn. Tuy nhiên, Thủ tướng đề nghị các bộ ngành địa phương mạnh dạn đề xuất một số vấn đề để sớm có vaccine cho người dân. Các địa phương cần phải tiếp tục quyết liệt hơn, đặc biệt cần tiếp tục thực hiện thông điệp 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, không tập trung đông người. Tiếp tục mạnh mẽ hơn, xử lý xử phạt mạnh hơn, có chế tài cụ thể hơn. Công tác phòng chống dịch giai đoạn hiện nay cần cao hơn một mức mới, ngăn chặn có hiệu quả các đợt dịch đang diễn ra. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, tới đến 11 giờ ngày 15 tháng 2 năm 2021, Việt Nam có tổng số 2.234 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.302 ca trong nước. Tổng số ca mắc mới từ ngày 27 tháng 1 năm 2021 đến nay là 642 ca tại 13 tỉnh thành phố gồm Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai, Bình Dương. Trong vòng 16 ngày qua, 12 trên 13 tỉnh trừ Hải Dương đang có xu hướng giảm ca mắc trong ngày. Thời gian đầu ghi nhận trung bình 15 ca một ngày, riêng 4 ngày nghỉ Tết gần đây chỉ còn ghi nhận 1 đến 2 ca trong ngày. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn luôn thường trực, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, khi đã có nhiều trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng chưa rõ nguồn lây, đặc biệt khi người dân từ các địa phương sau khi nghỉ Tết quay trở lại làm việc. Riêng tình hình dịch tại Hải Dương vẫn còn phức tạp, có khả năng kéo dài với 10 trên 12 quận đã ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng, tỉnh này cách ly xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16 tháng 2, sau hơn nửa tháng bùng phát COVID-19. Tại Long An, tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh COVID-19. Cụ thể, bệnh nhân 1.474, 1.547, 1.978, 2.061. Hiện tỉnh đang điều trị 2 bệnh nhân và 2 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Sáng nay ngày 15 tháng 2 năm 2021, nhằm ngày mùng 4 Tết Tân Sửu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm động viên cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cảng quốc tế Long An, tọa lạc trên địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Bí thư Trung ương Đảng, Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út và lãnh đạo huyện Cần Giuộc cùng tháp tùng. Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các bộ ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh Long An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đồng Tâm Group Võ Quốc Thắng cho biết, năm 2020, cảng quốc tế Long An đã thông quan hơn 100.000 tấn hàng hóa, ký kết hợp tác chiến lược với các cảng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và ký kết triển khai thực hiện dự án điện gió tại Việt Nam. Chủ đầu tư hiện đang mở rộng quy mô cảng quốc tế Long An với tổng chiều dài gần 2,4 km. Để đón được tàu trọng tải lên đến 100.000 WBT và đưa cảng quốc tế Long An trở thành một cảng biển đa năng giàu tiềm lực. Báo cáo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được cho biết,
Năm 2020, tỉnh Long An thực hiện đạt và vượt kế hoạch 21 trên 25 chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên 18.500 tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán trung ương và hơn 109,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Về lĩnh vực giao thông, dịp này Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm đầu tư nâng cấp quốc lộ 62, quốc lộ N2 để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Bộ trưởng Bộ Giao thông Nguyễn Giang Thể ghi nhận, đồng thời đề nghị tỉnh cần quy hoạch hệ thống giao thông phù hợp với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Đối với cảng quốc tế Long An, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao nỗ lực của cán bộ công nhân viên ở đây và cho biết sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi để cảng ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, trước tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên và giáo viên, ngày 14 tháng 2, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ra văn bản về việc kéo dài thời gian học sinh, sinh viên, học viên thành phố ngừng đến trường để phòng dịch. Theo đó, cho phép toàn bộ học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục ngừng đến trường từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán đến hết ngày 28 tháng 2, tiếp tục học trên Internet để đảm bảo kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian thực hiện việc dạy và học qua Internet, các cơ sở giáo dục vẫn thực hiện báo cáo số lượng cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh có đi đến các tỉnh, thành ngoài Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2, thường xuyên cập nhật các trường hợp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thuộc đối tượng F0, F1, F2 hoặc đối tượng sinh sống tại các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa do dịch COVID-19. Từ năm 2016 đến nay, nhiều cây cổ thụ có giá trị về văn hóa lịch sử trên đất Long An đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Năm 2016, cây trôm mỏ ở phường Khánh Hậu, thành phố Tân An là cây đầu tiên trên địa bàn tỉnh được công nhận cây di sản Việt Nam. Tiếp đó, vào năm 2018, cụm 10 cây tre cổ thụ tại chùa Rạch Núi, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc và cụm cây cổ thụ tại gò Chùa Nổi, xã Tuân Bình, quận Chính Hưng, gồm một cây trơm mỏ và 5 cây dầu rái cũng lần lượt được công nhận cây di sản Việt Nam. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh có 17 cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam. Đây là những cây cổ thụ trên 200 tuổi, có một số giá trị về cảnh quan, môi trường, khoa học, văn hóa, lịch sử đối với địa phương. Việc lựa chọn và vinh danh cây di sản nhằm góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn gen quý hiếm, giữ gìn truyền thống lịch sử, văn hóa quốc gia và bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường Việt Nam, đồng thời tạo nguồn du lịch sinh thái và nghiên cứu khoa học. Thưa quý vị, có quan niệm cho rằng sắc hoa đỏ thắm sẽ thu hút hồng phúc cho chủ nhân, nên trồng sứ trong nhà giúp cuộc sống thoải mái, công việc thuận lợi hơn. Đó cũng là lý do khiến nhiều người lựa chọn loại cây này chưng Tết để cầu mong một năm mới nhiều may mắn. Ngoài sứ truyền thống, thời gian qua, người chơi kiển bắt đầu chuộng sứ Thái đang dần thịnh hành trên thị trường. Không chỉ có nhiều màu hoa, cánh to, lâu tàn, ưu điểm của loại sứ này còn nằm ở nét độc đáo của bộ rễ. Tết năm nay, anh Nguyễn Duy Khang ở xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành xuất bán sỉ khoảng 500 cây sứ kim tự tháp. Còn sứ bông thì chủ yếu cung cấp cho khách lẻ ở khu vực Long An với số lượng ít. Nói chung hiện tại thì sứ á, nó vẫn là theo hai loại là rất ưa chuộng là sứ Thái. Sứ Thái về sứ bông ghép á, bông mà để những cái nhà vườn xa đáng người ta ghép á, là sứ cánh kép. Cánh đơn tùy những cái bông lớn nhỏ. Những cái mặt bông mà đang thịnh nhất á, là như là Long Thành, Camela với T1. Những cái bông nó nở rất là đẹp. Còn mà ai những thích những cái màu mà nhẹ nhàng á, thì có những cái mặt bông như là Kim Anh. Đó, còn thì em cũng đang làm thêm một cái những dòng sứ kim tự tháp. Đó là mình để chơi vừa bonsai và chơi kiển luôn. Thì nó có giá trị và lâu dài hơn. Sứ Thái cũng dễ chăm sóc, nhưng theo nhà vườn, để cây ra hoa đẹp, người trồng phải theo dõi sát diễn biến thời tiết, sâu bệnh và hiểu được khả năng chịu nắng của từng loại, nhất là giai đoạn trổ nụ. Nói chung cũng một cái duyên do một cái người anh ở dưới Sa Đéc, anh đã tạo điều kiện cho em với bạn em đã làm, thì
sứ này em với bạn em kết hợp làm là cứ trung bình 1 tháng đến 2 tháng là em sẽ ra một đợt cây con. Còn cây lớn thì khách cứ đến vườn mua. Thì cây nó sẽ dao động từ 60.000 đến vài trăm ngàn tùy theo cây. Có những cây nó lớn to thì nó vài triệu đến vài chục triệu cũng có. Những khóm sứ Thái lung linh, khoe dáng dưới ánh nắng cũng góp phần tô điểm cho mùa xuân thêm rực rỡ, tươi mới, mang lại cho gia chủ cảm giác bình an, may mắn và thịnh vượng. Thưa quý vị, nói về ông Đồ, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh những cụ cao niên, râu tóc bạc phơ cho chữ mỗi dịp xuân về. Ngày nay, vẫn nét chữ rồng bay phượng múa khiến mọi người thán phục, nhưng khá nhiều ông Đồ lại là người trẻ tuổi. Những ngày Tết, người dân đổ xô đi chơi, đi thăm người thân, bạn bè. Trong khi tại gian hàng thư pháp của câu lạc bộ thư pháp thành phố Tân An, các ông đồ trẻ này lại tất bật cho chữ với những dòng thư pháp mềm mại, thanh thoát. Các bạn đều có cho mình một công việc ổn định, nhưng chính cái duyên cùng với đam mê đã đưa họ trở thành những thầy đồ trẻ được nhiều người yêu mến. Không chỉ bởi nét chữ, mà bởi chính cái tâm với nét đẹp truyền thống này. Niềm vui của những ông đồ trẻ đơn giản chỉ là được nắn nót từng con chữ kèm theo mong muốn về những điều tốt đẹp trong năm mới gửi trao đến mọi người mỗi dịp xuân về. Đối với tôi, niềm thoát là một niềm đam mê tại vì nó là một nét đẹp truyền thống. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi có người đến xin chữ trong dịp đầu năm. Tính thư pháp như là đam mê. Thì một dịp tình cờ đi nhà anh quá anh niên á, thì thấy mấy ông đồ viết rất là đẹp nên là tìm hiểu và học hỏi. Tôi học được cái tính kiên nhẫn khi mà tập những nét đầu tiên khi mình học thư pháp á. Cảm thấy những con chữ của nó khi viết lên nó cảm thấy nó bay bổng lên. Cái tâm hồn mình nó nhẹ lại. Mình học xong rồi mình muốn thể hiện một cái gì đó đem lại những cái gì đẹp cho mọi người. Thư pháp là thú vui lành mạnh, bổ ích. Thư pháp, ngoài nét đẹp bay bổng trong từng con chữ, còn tiềm ẩn bên trong lời hay ý đẹp và tô đậm thêm nét văn hóa truyền thống của dân tộc ta. Và thật vui khi thư pháp được giữ gìn và phát triển bởi những người tâm quyết và các bạn trẻ muốn hướng về cội nguồn dân tộc. Thưa quý vị, giữa cuộc sống hối hả ngày nay, thì ngày Tết đang dần mất đi nhiều những giá trị truyền thống vốn có. Chính vì lẽ đó mà nhiều tiểu cảnh đón Tết xưa được phục dựng lại trên địa bàn thành phố Tân An đang thu hút rất đông đảo người dân. Bởi đến nay, ngoài việc chụp hình, nhiều người còn có thể gợi nhớ về một cái Tết mang đậm bản sắc dân tộc. Tết đến xuân về, lòng người xốn xang tìm về những không khí truyền thống quý giá. Đó không chỉ là những ngày mà thế hệ trước có những giây phút hoài niệm về Tết cổ truyền, mà còn là dịp để thế hệ sau tiếp nối nhiều tập quán mà cha ông để lại. Và chính những tiểu cảnh mang đậm ngày Tết cổ truyền như thế này đã làm xuyến xao rất nhiều người, khi Tết xưa lại một lần nữa được tái hiện giữa cuộc sống hiện đại. Cô tới, cô nhìn cái khung cảnh mà trang trí ở đây đó, tự nhiên cái tâm hồn cô nó nhớ lại cái ký ức thời tuổi thơ, rồi thấy là nào là có hoa mai, là mai tượng trưng cho ngày Tết, nhớ thấy là cái khung cảnh này mình thấy là làm như mình thấy nó rộn rã lắm. Cái thời ấu thơ thì là mình có quây quần bên gia đình, rồi đây là có cây mai, rồi dạng thọ, rồi cái nồi bánh chưng nữa. Cái nồi bánh chưng này cô thấy phải nói là cô xúc động á. Với những người lớn tuổi như bà Diệu, ngày Tết là ngày sum vầy đoàn tụ với đầy đủ nghi lễ mà ông bà đã truyền lại. Còn Tết nay, người ta vẫn mang một cái Tết đoàn viên, nhưng ngày Tết lại vội vàng hơn vì cuộc sống bận rộn. Những phong tục tập quán quen thuộc vào dịp Tết cũng dần mai một. Chính vì thế, hình ảnh về nồi bánh chưng, cây nêu ngày Tết được phục dựng lại đã làm cho người lớn tuổi thì có dịp hoài niệm về những ký ức đón Tết xưa, còn với người trẻ thì qua đây giúp họ hiểu hơn về phong tục đón Tết cổ truyền của ông cha ta. Dạ, lại đây em thấy mọi người trang trí Tết em thích lắm. Em nhớ lại những cái Tết, làm em gợi nhớ là những cái Tết cổ truyền ngày xưa. Em đi ngang đây em thấy mấy cái tiểu cảnh trang trí đẹp lắm, xong rồi em tới em chụp hình với mấy bạn.
Giữa dòng chảy nhộn nhịp của xã hội ngày nay, thật khó để tìm lại những cảm giác đón Tết xưa. Do đó, qua những tiểu cảnh đón Tết truyền thống như thế này, mong rằng văn hóa ngày Tết cổ truyền sẽ được phục dựng lại, giúp cho người trẻ hiểu hơn về ngày Tết cổ truyền thuần túy và bình dị của dân tộc ta. Những nội dung tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay. Mùa xuân được xem là mùa của sự đoàn viên. Thế nhưng với những công nhân nghèo khó xa quê, ước muốn tưởng chừng bình thường ấy lại khó thực hiện bởi hai chữ mưu sinh. Tin thế giới, nâng cao sức khỏe, mục tiêu chính của mọi người trong thời kỳ Covid-19 hiện nay. Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh phức tạp, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn chuyển hướng hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động phù hợp với bối cảnh dịch bệnh. Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục chăm lo cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong dịp Tết Tân Sửu, mức 1-2 triệu đồng một người, với tổng số tiền khoảng 500 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi tặng quà, động viên đoàn viên, người lao động tại khu nhà trọ, để những người lao động ở lại địa phương, nơi làm việc vẫn được đón Tết đầm ấm sum vầy. Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc cân nhắc ở lại đón Tết tại địa phương nơi làm việc, không về quê hoặc di chuyển để góp phần phòng chống dịch bệnh, đã có gần 1,5 triệu đoàn viên người lao động không về quê đón Tết. Mùa xuân được xem là mùa có đoàn viên. Do vậy, dù có tất bật với công việc, mọi người đều mong được quây quần sum họp cùng gia đình bên mâm cơm ngày Tết. Thế nhưng ước muốn tưởng chừng bình thường ấy không phải ai cũng thực hiện được, nhất là đối với những công nhân nghèo tha hương trên bước đường mưu sinh. Gần 10 năm rời quê đi làm, vợ chồng anh Phạm Văn Thuận, quê ở tỉnh Thanh Hóa, đã nhiều năm đón Tết xa nhà. Hiện tại anh là thợ sơn, còn chị làm công nhân ở một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức. Tuy nhiên, cô con gái nhỏ chưa đầy 2 tuổi thường xuyên đau ốm, vợ chồng phải luân phiên nghỉ việc để chăm sóc bé. Chị lại đang có thai nên cuộc sống thuê trọ càng thêm vất vả. Em cũng ở đây cũng này là 4-5 năm cái Tết ở trong này rồi, muốn về nhưng mà mấy cái để làm, con không đau mình không làm, tiền nông nó chi phí này nọ rồi nó không đủ cho mình tiền để về quê thăm gia đình. Ở đây rồi có đang làm, đang lúc nào nó có dư chút đỉnh thì mình về quê thăm bà rồi lại đi làm. Cuộc sống mà đâu ai muốn đâu. Là con út trong gia đình, nhưng nhiều năm chưa được về quê thăm ba mẹ và con trai lớn 6 tuổi. Hiểu được hoàn cảnh đó, công tác chăm lo cho công nhân đón Tết vẫn luôn là hoạt động trọng tâm của các cấp công đoàn cũng như doanh nghiệp để người lao động xa quê được ấm lòng nơi đất khách. Chúng em chỉ ước cho gia đình nhỏ nhà em con cái khỏi ốm đau, với lại mình đi làm nó có dư chút đỉnh rồi có tiền Tết nhất về quê với hai bà cháu. Vậy là được rồi, em cũng chả ước mơ gì nhiều. Cùng giải trọ với anh Thuận, chúng tôi đến thăm anh Triệu Quốc Khánh, quê tỉnh Sóc Trăng, đang ở một mình trong căn trọ vì vợ phải tranh thủ tăng ca. Trước đây, nhà anh gói ghém 2 năm về Tết một lần. Riêng 7-8 tháng nay, anh bị bệnh phổi, không làm hộ được nữa, nên dành số tiền ít ỏi chắc chiêu từ nguồn thu nhập duy nhất của vợ để gửi về phụ ông bà nuôi cháu. Theo thống kê, năm nay huyện Bến Lức có khoảng 3.000 đoàn viên công đoàn không có điều kiện về quê ăn Tết. Trong đó, từ sự hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh, 35 công nhân trên địa bàn huyện được tặng vé xe miễn phí về miền Trung. Ngay từ cuối năm 2020, thì Liên đoàn Lao động huyện cũng đã kịp thời xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, nhất là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, công nhân lao động xa quê, không có điều kiện về quê ăn Tết. Với các hoạt động đó thì tổ chức công đoàn cũng muốn gửi đến cho công nhân lao động có thêm điều kiện để vui xuân đón Tết cùng gia đình đầm ấm hạnh phúc bước vào năm 2021, với hy vọng rằng là Việt Nam chúng ta sẽ khống chế được dịch bệnh, các doanh nghiệp sẽ khởi sắc hơn để giúp cho người lao động có việc làm để nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Năm qua, do tác động của dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã và đang gặp khó khăn, phải tạm dừng hoạt động, đóng cửa hoặc là làm việc luân phiên, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân lao động. Vì nghèo, họ đành ngậm ngùi đón Tết xa xứ, để mong một năm mới thuận lợi, cuộc sống được cải thiện và hy vọng năm sau sẽ là Tết đoàn viên.